Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối thứ tư ngày 29 tháng 8 của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Bình. Chương trình thời sự có những tin đáng chú ý sau đây. Kỳ họp thứ 59 Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Bình. Lực lượng thanh niên xung phong tỉnh Thái Bình đón nhận danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân do Chủ tịch nước phong tặng. Việc Thủ tướng Chính phủ đồng ý điều chỉnh bổ sung khu công nghiệp phục vụ nông nghiệp vào quy hoạch phát triển các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Bình, mở ra cơ hội cho các doanh nghiệp đầu tư phát triển nông nghiệp công nghệ cao. Sau đây là nội dung chương trình, thưa quý vị và các bạn. Chiều nay, dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Bình tổ chức kỳ họp thứ 59. Đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo các sở ngành liên quan dự kỳ họp. Tại kỳ họp, các đại biểu thảo luận tham gia đóng góp ý kiến về tình hình triển khai thực hiện dự án đầu tư xây dựng tuyến đường bộ ven biển tỉnh Thái Bình, khu công nghiệp phục vụ nông nghiệp, bổ sung một số nội dung quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa 19. Tham gia ý kiến thảo luận, nhìn chung các đại biểu cơ bản thống nhất với nội dung các báo cáo, khẳng định tầm quan trọng, tính cấp thiết, đánh giá cao sự chủ động của Ủy ban nhân dân tỉnh trong việc triển khai thực hiện dự án, đồng thời kiến nghị đề xuất những giải pháp tháo gỡ khó khăn vướng mắc nhằm đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện dự án đầu tư xây dựng tuyến đường bộ ven biển tỉnh Thái Bình và khu công nghiệp phục vụ nông nghiệp huyện Quỳnh Phụ đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật. Đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phát biểu làm sáng tỏ hơn một số vấn đề mà các đại biểu quan tâm, đồng thời bày tỏ quyết tâm chính trị thực hiện theo đúng kế hoạch đề ra. Tổng hợp tiếp thu ý kiến các đại biểu đối với dự án triển khai khu công nghiệp phục vụ nông nghiệp huyện Quỳnh Phụ, đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh giao Ban cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các ngành chức năng hướng dẫn và phối hợp với nhà đầu tư khẩn trương hoàn thiện dự án sau điều chỉnh, chỉ đạo Ban quản lý khu kinh tế và các khu công nghiệp tỉnh chủ trì phối hợp xây dựng hoàn thiện đồ án quy hoạch phân khu xây dựng khu công nghiệp phục vụ nông nghiệp trong tháng 10 năm nay. Ngành giao thông vận tải bổ sung hoàn thiện các thủ tục đầu tư dự án phân khu cảng sông nội địa. Sở Tài nguyên Môi trường chủ trì phối hợp với huyện Quỳnh Phụ và các đơn vị liên quan hoàn tất các thủ tục bổ sung diện tích vào kế hoạch sử dụng đất năm 2018 hoàn thành trong tháng 9 năm 2018. Đối với các nhà đầu tư cần sớm hoàn thiện các thủ tục, phối hợp với huyện Quỳnh Phụ xây dựng phương án cụ thể đầu tư xây dựng hệ thống nông trường xong trước ngày 30 tháng 11 năm 2018 trình Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện. Đối với dự án tuyến đường bộ ven biển tỉnh Thái Bình, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu: Tôi đề nghị là tiếp tục rà soát một lần nữa về tiến độ thực hiện các cái công việc cần thiết theo quy định của pháp luật để có thể rút ngắn nhất có thể. Ban cán sự Đảng, Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo Ban quản lý dự án công trình giao thông và các sở ngành liên quan, Ủy ban dân huyện Tiền Hải và Thái Thụy phải khẩn trương triển khai các thủ tục theo hình thức song song để có thể rút ngắn được cái thời gian cần thiết. Ban Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất đáp ứng đủ vốn để chủ đầu tư triển khai việc thu hồi giải phóng mặt bằng để thực hiện dự án này. Thống nhất là trên toàn tuyến thì chúng ta cắm mốc lộ giới là cấp 2. Nhưng mà đền bù giải phóng mặt bằng là theo tiêu chuẩn cấp 3. Riêng khu dân cư thì chúng ta cắm tiêu chuẩn cấp 2 và cũng thực hiện việc đền bù giải phóng mặt bằng ở tiêu chuẩn cấp 2. Giao Ban cán sự Đảng, Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo xây dựng cái đề án, kể cả đề án an sinh cho toàn dự án này. Tại kỳ họp, Ban Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất thành lập Ban chỉ đạo của tỉnh để thực hiện các dự án trọng điểm. Theo đó thì dự kiến là phân công đồng chí Phó Bí thư Thường trực Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ là trưởng ban. Mời một số đồng chí ủy viên Ban Thường vụ là trưởng các ban đảng và các đồng chí bí thư các huyện có dự án triển khai cùng với các đồng chí thường vụ là lãnh đạo ủy ban cũng như là lãnh đạo ủy ban và lãnh đạo các ngành có liên quan để làm sao chúng ta tập trung cao nhất mọi lực lượng, đủ điều kiện, đủ khả năng để chúng ta thực hiện cái dự án này cho đúng tiến độ. Thế và không dừng lại ở ban chỉ đạo, ban thường vụ rồi là ban chấp hành đảng bộ tỉnh cũng sẽ định kỳ hàng tháng, hàng quý sẽ nghe về tiến độ cũng như là nghe để cho chủ trương tháo gỡ những khó khăn nếu có liên quan đến các dự án này. Căn cứ quy chế làm việc của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa 19 và yêu cầu thực tiễn, Ban Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất bổ sung một số nội dung quy chế làm việc của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa 19. Cũng tại kỳ họp, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã nghe và cho ý kiến một số nội dung công tác cán bộ.
Sáng nay, tỉnh đoàn và Hội cựu thanh niên xung phong tỉnh Thái Bình phối hợp tổ chức lễ đón nhận danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân do Chủ tịch nước phong tặng cho lực lượng thanh niên xung phong tỉnh Thái Bình. Dự buổi lễ có đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, đồng chí Vũ Trọng Kim, Chủ tịch Hội cựu thanh niên xung phong Việt Nam và các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, lãnh đạo Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Thái Bình. Thái Bình là tỉnh có số lượng thanh niên xung phong đông ngay từ thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp, nhưng tập trung cao là thời kỳ chống Mỹ cứu nước những năm 1965-1975, khi Thái Bình đã đóng góp hơn 34.000 thanh niên xung phong tham gia phục vụ chiến đấu trên các chiến trường. Lực lượng thanh niên xung phong Thái Bình đã có mặt ở tất cả những vùng trọng điểm đánh phá của giặc Mỹ, cùng với quân và dân cả nước lập nên nhiều kỳ tích, góp phần to lớn vào chiến thắng vĩ đại của dân tộc, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước. Song bên cạnh đó, sự hy sinh của thanh niên xung phong chống Mỹ cứu nước của Thái Bình cũng rất to lớn, với gần 500 đồng chí hy sinh, trên 3.000 người bị thương tật và nhiễm chất độc hóa học. Sự cống hiến hy sinh của các thế hệ thanh niên xung phong Thái Bình đã góp phần tô thắm thêm truyền thống yêu nước và cách mạng của quê hương, làm rạng danh lịch sử của tuổi trẻ và phong trào thanh niên Việt Nam. Thưa ủy quyền của Chủ tịch nước, đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh đã gắn huy hiệu và trao danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân cho lực lượng thanh niên xung phong tỉnh Thái Bình. Đồng chí Bí thư tỉnh ủy phát biểu khẳng định, Thái Bình là địa phương có truyền thống yêu nước cách mạng, trong đó không thể không nhắc đến vai trò và sự tham gia tích cực của lực lượng thanh niên xung phong. Quá trình cung cấp nhân tài vật lực phục vụ các cuộc kháng chiến cứu nước trong thời đại Hồ Chí Minh của quân và dân Thái Bình đã ghi vào những dấu ấn sáng ngời về sự cống hiến hy sinh của lực lượng thanh niên xung phong, đội quân xung kích cách mạng của tuổi trẻ Thái Bình. Họ đã phát huy cao độ chủ nghĩa anh hùng cách mạng, vượt qua mọi khó khăn gian khổ hy sinh để hoàn thành và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, góp phần cùng toàn quân, toàn dân lập nên những chiến công oanh liệt. Đồng chí Bí thư tỉnh ủy cũng nhấn mạnh, lực lượng thanh niên xung phong Thái Bình không chỉ đóng góp mồ hôi xương máu trên các chiến trường, mà còn là lực lượng canh gác đê trọng yếu, bảo vệ các công trình thủy lợi lớn ở quê hương, góp phần cùng Đảng bộ và nhân dân Thái Bình lập nên những chiến công to lớn, trở thành địa phương đầu tiên trong cả nước viết nên bài ca Nam Tấn, chi viện kịp thời cho chiến trường với truyền thống thóc thừa cân, quân vượt mức. Dù ở đâu, trên bất cứ mặt trận nào, thanh niên xung phong Thái Bình cũng phát huy tính xung kích, ý chí kiên cường bất khuất, chủ động hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Khi chiến tranh kết thúc trở về với đời thường, lực lượng thanh niên xung phong đã trở thành những tấm gương vươn lên trong cuộc sống. Tôi đề nghị các cấp ủy chính quyền, các ngành chức năng cần đặc biệt quan tâm triển khai thực hiện đầy đủ kịp thời các chế độ chính sách đối với cựu thanh niên xung phong, tiếp tục đẩy mạnh hoạt động đền ơn đáp nghĩa, huy động các nguồn lực để cùng chăm lo, hỗ trợ về mọi mặt cho cựu thanh niên xung phong, đặc biệt là những người có hoàn cảnh khó khăn, cô đơn, bệnh tật. Đây sẽ vừa là tình cảm vừa là trách nhiệm của Đảng, Nhà nước, của cả hệ thống chính trị và toàn dân đối với những người có công với cách mạng. Nhân dịp này, đồng chí Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh cũng đề nghị Hội cựu thanh niên xung phong tỉnh Thái Bình tăng cường đoàn kết, củng cố xây dựng hội vững mạnh, mở rộng nâng cao chất lượng hoạt động, trở thành ngôi nhà chung sưởi ấm tình đồng chí đồng đội, giúp đỡ nhau trong cuộc sống. Cán bộ hội viên cần tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các hoạt động xã hội, trở thành tấm gương giáo dục truyền thống cách mạng, khơi dậy niềm tự hào cho thế hệ trẻ. Sáng nay, đồng chí Phạm Văn Ca, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh, chủ trì cuộc họp nghe và cho ý kiến về quy hoạch khu du lịch sinh thái Cồn Vành và công tác xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Tiền Hải. Dự họp còn có đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, đồng chí Đoàn Hồng Kỳ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư cùng lãnh đạo một số sở ban ngành liên quan. Tại cuộc họp, lãnh đạo và kỹ sư chuyên gia của tập đoàn Phú Thành bày tỏ nguyện vọng được đầu tư xây dựng bãi biển Cồn Vành, huyện Tiền Hải thành khu du lịch sinh thái Cồn Vành hiện đại, thông minh, đồng bộ với cơ sở hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội, có các chỉ tiêu quy hoạch theo quy chuẩn xây dựng Việt Nam và có tiếp thu kinh nghiệm của các khu du lịch lớn hiệu quả trên thế giới. Ngoài ra, khi được đầu tư vào khu du lịch này, tập đoàn sẽ tuân thủ các quy định về bảo vệ các công trình kỹ thuật và bảo vệ môi trường phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế xã hội theo chủ trương chung của tỉnh Thái Bình về phát triển du lịch dịch vụ. Dự kiến dự án có diện tích gần 1.700 ha, trong đó có khu triển lãm hoa quốc tế, khu sân golf 18 lỗ và các khu nghỉ dưỡng phục vụ sân golf, khu lễ hội điêu khắc cát quốc tế,
khu nông nghiệp sinh thái thông minh và các khu nghỉ dưỡng và khu đô thị nước tiêu chuẩn 5 sao. Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh rất vui mừng khi tập đoàn Phú Thành có ý định tài trợ việc lập quy hoạch chung và đầu tư vào khu du lịch sinh thái Cồn Vành. Về phía tỉnh Thái Bình cũng sẽ tạo điều kiện để tập đoàn có thể sớm thực hiện được dự án, đảm bảo đúng quy định của pháp luật. Đồng chí giao cho Ủy ban Nhân dân huyện Tiền Hải làm quy hoạch chung, sau đó cùng với các sở, ban ngành và nhà đầu tư làm quy hoạch chi tiết để trình Ủy ban Nhân dân tỉnh. Cũng tại cuộc họp, Ban Quản lý Khu Kinh tế và các khu công nghiệp tỉnh báo cáo, đến nay nhiệm vụ quy hoạch chung xây dựng khu kinh tế Thái Bình cơ bản đã hoàn thành, chờ quyết định của Thủ tướng Chính phủ để làm cơ sở triển khai các bước tiếp theo. Về công tác xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2018-2019, huyện Tiền Hải hiện còn 7 xã chưa hoàn thành các tiêu chí nông thôn mới, trong đó 6 xã còn 4 đến 5 tiêu chí chưa hoàn thành. Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị Ủy ban Nhân dân huyện Tiền Hải cần năng động hơn trong việc kêu gọi xã hội hóa xây dựng nông thôn mới, trong đó tiếp tục vận động con em làm ăn xa quê thành đạt hướng về quê hương. Bên cạnh đó, huyện phối hợp với các sở ngành giúp các xã thực hiện nhanh, chắc chắn các tiêu chí còn lại, phấn đấu hết năm 2019, Tiền Hải là huyện đạt chuẩn quốc gia về xây dựng nông thôn mới. Cũng trong sáng nay, Ủy ban Nhân dân tỉnh nghe Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn báo cáo quy hoạch tổng thể phát triển nông nghiệp nông thôn tỉnh Thái Bình đến năm 2020, định hướng đến năm 2030. Đồng chí Phạm Văn Xuyên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, chủ trì cuộc họp. Trong những năm qua, tỉnh Thái Bình đã ban hành nhiều cơ chế chính sách nhằm thúc đẩy phát triển và chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp nông thôn. Tốc độ tăng trưởng bình quân sản xuất ngành nông nghiệp tỉnh Thái Bình giai đoạn 2010-2017 đạt 3,87%. Toàn tỉnh có 200 xã và một huyện được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Tỷ lệ hộ nghèo năm 2017 là 4,01%. Tuy đã đạt được nhiều thành tựu, nhưng nông nghiệp nông thôn của tỉnh vẫn còn nhiều hạn chế. Do vậy, định hướng đến năm 2030, Thái Bình phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng nâng cao chất lượng, gia tăng giá trị và bền vững. Đồng chí Phạm Văn Xuyên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị Sở Nông nghiệp và đơn vị tư vấn tiếp thu ý kiến của các đại biểu, rà soát lại số liệu, đánh giá lại hệ thống cơ sở hạ tầng nông thôn, xây dựng nông thôn mới, lưu ý những cây con chủ lực, vùng trọng điểm và ngành nghề phát triển phù hợp với thực tế, gắn với những dự án lớn, đào tạo liên kết để có nguồn lao động 4.0. Từ đó chỉnh sửa, hoàn thiện bản báo cáo quy hoạch để Ủy ban Nhân dân tỉnh trình lên Hội đồng Nhân dân tỉnh trong kỳ họp tới. Thưa quý vị và các bạn, từ lâu nay, Thái Bình được biết đến với thế mạnh là sản xuất nông nghiệp. Thế nhưng gần đây, nông nghiệp Thái Bình đang có dấu hiệu chững lại, chưa bắt kịp được với xu thế phát triển mới. Người nông dân vẫn quanh quẩn với những tư duy tập tục sản xuất cũ nên giá trị sản xuất không cao. Vậy đâu là giải pháp và hướng đi mới cho nông nghiệp Thái Bình trong giai đoạn hiện nay? Về vấn đề này sẽ được biên tập viên Thu Hà đề cập đến trong chương trình thời sự ngày hôm nay. Xin mời chị Thu Hà. Vâng. Thưa quý vị và các bạn, tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới và liên kết sản xuất, ứng dụng khoa học công nghệ, cơ giới hóa sản xuất, nâng cao tính cạnh tranh của sản phẩm thông qua bảo quản, chế biến, chuyển giao công nghệ là những giải pháp hướng đến mục tiêu nâng cao giá trị sản xuất nông nghiệp có tính bền vững. Đây là những giải pháp xuất phát từ thực tế sản xuất nông nghiệp hiện nay. Vợ chồng bà Phạm Thị Công, thôn Phú Điền, xã Đông Động, huyện Đông Hưng, tích tụ được 14 mẫu ruộng. Mỗi năm, bà Công cấy 2 vụ lúa và 1 vụ màu. Dù trồng cấy nhiều, nhưng chủ yếu theo kinh nghiệm và tập quán cũ, vì thế năng suất không cao, chất lượng không đồng đều, sản phẩm không đáp ứng được yêu cầu thị trường. Điển hình nhất là vụ đông năm ngoái, bà Công bị mất trắng 8 sào khoai tây. Nguyên nhân chủ yếu là do trồng và thu hoạch khoai tây không đúng kỹ thuật, nên sản phẩm không đảm bảo chất lượng, phải bỏ đi. Thương lái đến thì là bộ là chưa... bới như này là chưa có sần sùi là không thu mua được rồi là để ở nhà để thối đến đổ ra vườn hết, làm sao phải hướng dẫn chúng tôi là cách trồng rồi cách thu hoạch như thế nào để có đầu ra để cho chúng tôi bán được. Cũng như nhà bà Công, vợ chồng ông Đào Văn Phú, thôn An Nạp, xã An Châu, huyện Đông Hưng tích tụ được 4 mẫu ruộng. Mỗi năm ông Phú cấy 2 vụ lúa và 1 vụ màu. Thế nhưng thường xuyên bị thương lái ép giá, nhất là các sản phẩm cây màu, vì không có nơi bảo quản nên phải bán ngay. Nhiều vụ giá rẻ như cho nên hầu như không có lãi. Tôi đa phần là trồng dưa, trồng bí, trồng rau để làm xuất đi các huyện đấy. Là hàng năm tương đối nhiều, nhưng có cái giá cả nó thấp. Xã An Châu có 240 ha đất nông nghiệp, trung bình một vụ lúa cho sản lượng hơn 1.700 tấn.
Ngoài ra, cuối năm, nông dân xã trồng trung bình 170 ha cây vụ đông với sản lượng trên 300 tấn. Thế nhưng hợp tác xã nông nghiệp ở đây mới chỉ ký kết với một vài doanh nghiệp nhỏ giúp bà con tiêu thụ ổn định khoảng 10% sản lượng sau thu hoạch. Còn lại người nông dân vẫn phải tự lo. Đây chính là yếu tố để thương lái lợi dụng ép giá. Trong cái điều kiện này thì cũng đề nghị với lại các cấp các ngành xây dựng những cái cơ sở khu để mà thu mua sơ chế cái sản phẩm nông nghiệp, đặc biệt là có cái những sản phẩm cây màu vụ đông cũng như là cái sản phẩm về lúa, thì giúp cho bà con cái đầu ra thì sẽ là một cái điều kiện rất là tốt. Thời gian qua đã có doanh nghiệp, hộ nông dân tích tụ ruộng đất, chú trọng áp dụng khoa học công nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp, mở rộng thị trường, ký kết bao tiêu sản phẩm sau thu hoạch. Thế nhưng đó mới chỉ là số ít, trong khi đa số các hộ nông dân hiện nay vẫn giữ tư duy tập quán và kỹ thuật canh tác cũ kỹ lạc hậu. Hệ quả là các sản phẩm nông nghiệp không đáp ứng yêu cầu chất lượng, ít có tính cạnh tranh. Vì thế đầu ra cho sản phẩm bấp bênh luôn trong tình trạng được mùa mất giá và bị thương lái ép giá, từ đó giảm giá trị sản xuất và thu nhập cho người nông dân. Thưa quý vị và các bạn, với xu thế phát triển hiện nay thì đòi hỏi ngành nông nghiệp cần phải có giải pháp để nâng cao hơn nữa giá trị cũng như chất lượng sản phẩm. Có như vậy mới khuyến khích được người nông dân hăng hái thi đua lao động sản xuất, giúp người nông dân nâng cao giá trị sản xuất cũng như là tăng thu nhập trong khu vực nông thôn. Trước yêu cầu đòi hỏi cấp bách đối với nền nông nghiệp hiện nay, đó là cần phải đổi mới, hướng tới một nền nông nghiệp công nghệ cao, theo hướng hàng hóa từ sản xuất, thu hoạch đến bao tiêu sản phẩm và phân phối ra thị trường. Và để thực hiện được mục tiêu này thì Thái Bình đã đề ra một loạt các giải pháp, trong đó có phát triển công nghiệp phục vụ cho nông nghiệp. Và tin vui với Thái Bình là mới đây, Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý với đề xuất điều chỉnh bổ sung khu công nghiệp phục vụ nông nghiệp vào quy hoạch phát triển các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Bình, mở ra cơ hội cho các doanh nghiệp đầu tư phát triển nông nghiệp công nghệ cao. Và để thấy rõ hơn hiệu quả của giải pháp này, chúng ta cùng theo dõi phóng sự ngắn sau đây. Với diện tích 200 ha quy hoạch khu công nghiệp phục vụ nông nghiệp, như vậy trong tương lai gần, Thái Bình sẽ có khu công nghiệp với các nhà máy hiện đại để phục vụ cho phát triển nông nghiệp công nghệ cao, như các nhà máy sản xuất các dụng cụ phục vụ nông nghiệp, các doanh nghiệp cơ sở thu mua chế biến và tiêu thụ nông sản với quy mô lớn hiện đại, qua đó thúc đẩy phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng công nghệ cao. Sau khi có quyết định của Thủ tướng Chính phủ thì Ban Quản lý Khu Kinh tế và Khu công nghiệp sẽ chủ động phối hợp với đơn vị tư vấn, với lại các ngành, các sở ngành trong tỉnh, thế và địa phương gồm có huyện và các xã thuộc cái khu vực mà quy hoạch cái khu nghiệp này để sớm hoàn thiện cái quy hoạch phân khu, tích cực để giải quyết những vấn đề về các cái thủ tục hành chính để làm sao là cắt bớt các cái rườm rà và tạo điều kiện thuận lợi nhất cho nhà đầu tư để người ta đi vào đầu tư cũng như là đi vào hoạt động sản xuất được sớm nhất, nhanh nhất để phát huy cái hiệu quả của cái khu công nghiệp phục vụ cho nông nghiệp. Hiện nay, đã có một số doanh nghiệp liên kết có kế hoạch đầu tư về khu công nghiệp phục vụ nông nghiệp của tỉnh Thái Bình với mục tiêu xây dựng công nghiệp hóa nông nghiệp và vận hành chuỗi khép kín từ sản xuất, thu hoạch, chế biến, vận chuyển và phân phối ra thị trường. Theo đó, các đơn vị này sẽ ký hợp đồng, hướng dẫn và chuyển giao kỹ thuật cho người nông dân sản xuất các sản phẩm nông nghiệp công nghệ cao, sau đó thu mua và chế biến sản phẩm. Như vậy, người nông dân sẽ không còn phải lo lắng về đầu ra cho sản phẩm nông nghiệp sau mỗi vụ thu hoạch, khắc phục được tình trạng thương lái ép giá. Không những thế, đây là cơ hội để người nông dân thay đổi tư duy sản xuất nông nghiệp cũ kỹ lạc hậu trước đây bằng tư duy mới hiện đại. Bởi để sản phẩm sau thu hoạch được các doanh nghiệp chấp nhận thu mua thì người nông dân phải nuôi trồng theo đúng kỹ thuật hướng dẫn, sản phẩm phải đáp ứng được chất lượng cũng như yêu cầu của thị trường. Ngoài ra, các vùng sản xuất nông nghiệp chuyên canh sẽ dần được hình thành để khai thác các thế mạnh trong sản xuất nông nghiệp của địa phương đó, khắc phục được tình trạng manh mún nhỏ lẻ trong sản xuất nông nghiệp hiện nay. Thì chúng tôi làm một cái khu công nghiệp chuyên nông nghiệp, tức là tại khu công nghiệp này thì chúng tôi sẽ sản xuất các cái vật tư nông nghiệp phục vụ cho cái đầu vào của canh tác, thì chúng tôi sẽ có các cái hệ thống nhà máy để lưu trữ, bảo quản sau thu hoạch và chế biến gạo, ngũ cốc và lương thực thực phẩm để tạo ra được cái giá trị cao hơn so với cái việc mà hiện nay chúng ta chỉ xuất bán những cái hàng thô. Thưa quý vị và các bạn, công nghệ quyết định thành công. Nhật Bản hay Israel đã rất thành công với nhiều trang trại công nghệ cao, đem lại giá trị kinh tế lớn. Khu công nghiệp phục vụ nông nghiệp của tỉnh cũng được kỳ vọng là sẽ là điểm lan tỏa về ứng dụng công nghệ cơ giới hóa, thúc đẩy nhu cầu sản xuất nông nghiệp hàng hóa và xây dựng chuỗi liên kết sản xuất nông nghiệp. Bởi vậy, bên cạnh việc thu hút các doanh nghiệp lớn có tiềm lực
đến đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, thì người nông dân cũng cần phải chủ động để thay đổi tư duy sản xuất, từng bước làm chủ công nghệ, kỹ thuật để tham gia hiệu quả vào chuỗi liên kết này. Tới đây tôi cũng xin được kết thúc phần trình bày của mình. Mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi chương trình thời sự. Nhân dịp kỷ niệm 73 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh mùng 2 tháng 9, Đảng ủy phường Trần Lãm tổ chức lễ trao tặng huy hiệu Đảng cho đảng viên có nhiều năm tuổi Đảng. Tới dự và trao huy hiệu Đảng có đồng chí Đỗ Đình An, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố. Trong đợt này, Đảng bộ phường Trần Lãm có 53 đảng viên được trao huy hiệu Đảng, trong đó có 3 đồng chí được trao tặng huy hiệu 70 năm tuổi Đảng, 5 đồng chí được trao tặng huy hiệu 55 năm tuổi Đảng, 20 đồng chí được trao tặng huy hiệu 50 năm tuổi Đảng, 25 đồng chí được trao tặng huy hiệu 30, 40, 45 năm tuổi Đảng. Đồng chí Đỗ Đình An, Bí thư Thành ủy thành phố khẳng định, huy hiệu Đảng được trao cho các đảng viên là sự ghi nhận tri ân của Đảng đối với thế hệ đi trước đã có quá trình rèn luyện, phấn đấu, cống hiến xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đây không chỉ là vinh dự của cá nhân mỗi đảng viên mà còn là vinh dự của Đảng bộ phường Trần Lãm. Đồng chí mong muốn các đảng viên tiếp tục nêu cao tinh thần tiên phong, gương mẫu, góp phần thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng ở cơ sở. Cũng nhân kỷ niệm 73 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh mùng 2 tháng 9, Trung tâm phát hành phim và chiếu bóng tỉnh Thái Bình tổ chức đợt phim phục vụ học sinh và nhân dân trong tỉnh. Đợt phim kéo dài từ ngày 28 tháng 8 đến hết ngày mùng 5 tháng 9. Mở đầu đợt công chiếu phục vụ các em học sinh các trường trung học phổ thông trên địa bàn thành phố, Trung tâm chọn chiếu bộ phim Biên Cương, bộ phim khắc họa hình ảnh các chiến sĩ bộ đội biên phòng ngày đêm canh giữ bảo vệ lãnh thổ, bảo vệ cuộc sống bình yên của nhân dân. Phim có nội dung đặc sắc, đan xen nét văn hóa với những phiên chợ của đồng bào dân tộc Mông, cuộc sống của từng gia đình, cảnh sắc của vùng núi cao Tây Bắc. Cũng trong đợt phim này, Trung tâm còn chọn chiếu các phim Sứ mệnh trái tim do công ty trách nhiệm hữu hạn nghệ thuật và giải trí Ribi Media sản xuất, phim tài liệu Huỳnh Thúc Kháng, Chiến sĩ yêu nước thương dân và Đất nước biển khơi do hãng phim tài liệu và khoa học Trung ương sản xuất. Sáng nay, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Bình do đồng chí Phạm Văn Tuân, Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh làm trưởng đoàn, tiến hành giám sát việc xử lý nợ xấu của các tổ chức cá nhân tại Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn và Ngân hàng Công thương chi nhánh tỉnh Thái Bình. Nghị quyết thí điểm xử lý nợ xấu có hiệu lực trong vòng 5 năm kể từ ngày 15 tháng 8 năm 2017 được các tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh đánh giá cao do đã tạo thuận lợi và cơ sở pháp lý cho ngân hàng giải quyết nợ xấu như cho phép ngân hàng bán nợ, thu giữ tài sản bảo đảm, chuyển nhượng tài sản bảo đảm là bất động sản, được kê biên tài sản trong quá trình làm các nghĩa vụ khác. Tuy nhiên, sau một năm triển khai thực hiện, một số ngân hàng cho rằng hiện nay các cơ quan pháp luật chưa mạnh dạn áp dụng nghị quyết 42 trong xử lý các vụ án tranh chấp dẫn đến chậm trễ trong xử lý thu hồi nợ. Ngoài ra thì hiện nay chưa có hướng dẫn cụ thể về trình tự thu giữ tài sản bảo đảm và việc xử lý tài sản bảo đảm có liên quan cũng phức tạp. Đoàn đại biểu Quốc hội khóa 14 tỉnh Thái Bình cũng đã trực tiếp nắm bắt thêm một số khó khăn vướng mắc phát sinh trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện nghị quyết 42 trên địa bàn tỉnh. Trên cơ sở đó tổng hợp và phản ánh với Quốc hội, Chính phủ để có giải pháp tháo gỡ. Hiện nay, cảng biển Diêm Điền, huyện Thái Thụy chỉ đáp ứng được tàu trọng tải dưới 1.000 tấn. Trong khi đó, nhu cầu hiện nay cần phải được nâng cấp để đưa các tàu lớn hơn vào được cảng đáp ứng lưu thông hàng hóa cũng như phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Thái Bình. Đây cũng là vấn đề được Ban Kinh tế Ngân sách Hội đồng Nhân dân tỉnh cùng lãnh đạo huyện Thái Thụy khảo sát thực tế trước đề xuất chủ trương đầu tư dự án công trình nạo vét luồng hàng hải Diêm Điền. Công trình nạo vét luồng hàng hải Diêm Điền gồm các hạng mục nạo vét luồng tàu biển, xây kè công trình bảo vệ tàu, hạ tầng kỹ thuật và giao thông đến hàng rào cảng là hợp phần A thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình khu cảng và dịch vụ cảng cụm công nghiệp, khu du lịch nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí tại khu kinh tế Thái Bình thuộc xã Thái Thượng, huyện Thái Thụy. Dự án có tổng mức đầu tư hơn 430 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách tỉnh và các nguồn huy động hợp pháp khác. Đây là dự án quan trọng bởi cảng Diêm Điền với ưu thế địa lý nằm ở vị trí kết nối những tuyến đường bộ liên tỉnh và hệ thống tuyến quốc lộ 39, 37, 37B đi các tỉnh vùng lân cận và cả nước. Theo dự kiến, nếu dự án được đầu tư và đi vào sử dụng sẽ cho phép các tàu trọng tải lên tới 3.000 tấn vào cảng. Như vậy, đây sẽ là đầu mối lưu thông và vận chuyển hàng hóa quan trọng của tỉnh, giúp giảm chi phí vận tải, nâng cao năng lực xuất nhập khẩu hàng hóa cho khu kinh tế Thái Bình cũng như của tỉnh. Đến đây, chương trình thời sự tối nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Bình xin được tạm dừng. Quý vị và các bạn có thể xem lại chương trình thời sự trên trang web thaibinhtv.vn, trên ứng dụng TBTV Go hoặc trên fanpage và YouTube của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Bình. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.